Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Các bạn có bao giờ nghĩ là khi các bạn xịt một chai nước hoa lên thì nó sẽ có công dụng gì không? Như một số thương nhân hay là một số người bán hàng thường nói là có những chai nước hoa, như ở chai nước hoa Polo de Chanel này đó, xịt một phát lên người thì sẽ tất cả con gái sẽ theo bạn. Xịt một phát lên người, mọi người sẽ yêu quý bạn, mọi người sẽ thích bạn. Hay là thay là mình còn cảm thấy nó kinh khủng hơn, đó là xịt một phát là người khác thì muốn chén bạn luôn. Mình nghĩ là dù các bạn là những người đã sử dụng nước hoa lâu, hay là những người mới tập tọe vào thế giới mùi hương, hay là những cái người mà sử dụng một chai nước hoa, tìm cho mình một chai nước hoa mà sử dụng quanh năm suốt tháng, thì các bạn khi các bạn nghe đến công dụng của những chai nước hoa như này, các bạn cũng khá đắn đo, khá là suy nghĩ xem là có nên mua chai nước hoa nào không. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút ít kinh nghiệm của mình về cái vấn đề đó. Mình là một người mà mua đã có một khoảng thời gian khá dài mua những chai nước hoa kiểu như vậy với mục đích là một phát. Nhưng mà mình đúc kết lại là sau khi mình xịt rất nhiều phát, thậm chí là xịt hết một chai nước hoa, và mình không nhận được một phát nào như cái công dụng mà người ta quảng cáo. Vậy thì lỗi là cho chai nước hoa của mình hay là do vấn đề gì khác? Thì hôm nay chúng ta hãy nói một chút về câu chuyện này nhé. Trước đây mình có xem khá nhiều lần về cái bộ phim nói về nước hoa. Bộ phim đó có tên là Perfume The Story of Mulder, thì mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nếu như bạn nào muốn xem. Thì cái bộ phim này nó nói về một cái cậu bé bị bỏ rơi ngay khi vừa mới sinh ra, và rất may là cậu được ông trời ban cho một cái chiếc mũi thần thánh. Và sau đó thì khi cậu lớn lên, cậu làm việc tại một cái xưởng da hay là vải gì đó, và cái xưởng này thì nó cung cấp nguyên liệu đến cho một cái cửa hàng nước hoa. Và ở đây thì có một cái ông chủ thì ông ấy đã hết thời. Và sau khi cái cuộc gặp gỡ định mệnh thì hai bên thỏa thuận với nhau là nếu như cậu bé này sáng tạo cho ông ấy những cái mùi hương mới để ông kiếm được nhiều tiền, thì ông ta sẽ giúp cậu ta là điều chế và cách bảo quản cái mùi hương. Thì cái lý do mà cậu ấy muốn học cách điều chế và bảo quản mùi hương, tại vì trong một lần cậu ấy đi dạo thì cậu ấy có ngửi thấy một mùi hương như một cô gái, và cậu ấy rất rất thích cái mùi hương này. Và sau đó thì cậu đã lỡ tay làm chết cô ta, và sau đó cái mùi hương lại biến mất. Nên là cậu ta rất muốn học cách bảo quản và điều chế được cái mùi hương đấy. Thì sau một thời gian dài, cậu ta học được cái cách bảo quản và cái điều chế, nhưng mà cậu ta không thực hiện trên những cái nguyên liệu từ tự nhiên, mà cậu ta lại thực hiện trên những cái thi thể của những cô gái. Mà sau đó thì tại đây thì người tại một cái thị trấn đó thì có rất nhiều những cái vụ án mạng, và cậu ta chính là hung thủ của những cái vụ án mạng đó. Và mỗi khi giết một nạn nhân thì cậu ta đều chiết xuất và đều bảo quản những cái mùi hương được lấy ra từ da cô gái đó. Và sau khi cậu ấy bị bắt và lên cái gọi là cái bục hành hình ở giữa cái thị trấn, thì cậu ta đã sử dụng cái mùi hương mà cậu ta điều chế được, và cậu ta chiết xuất được ra từ rất nhiều những cái cô gái cậu ta giết. Và khi xịt lên người xong thì cậu tất cả mọi người ở tại cái quảng trường đấy đều cúi xuống và đều vái cậu ta như kiểu chúa sống vậy. Và tất cả sau đó tất cả mọi người quan hệ tình dục với nhau. Sau đó cậu ta thì rất là vui vẻ, rất là sung sướng vì đã đạt được cái mong muốn của mình. Và rồi thì cậu ta lại sử dụng cái nước, chính cái nước hoa đó, và tưới hết lên người và để tất cả mọi người xâu xé cậu ta, và cuối cùng cậu ta chết. Thì cái điều mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là nếu như có một chai nước hoa thần thánh như ở trong phim, hay chỉ đơn giản là thần thánh như các bạn quảng cáo, thì chắc chắn là nó rất đắt và không bao giờ đến lượt các bạn sở hữu. Hoặc là nếu như chai nước hoa đó phổ biến, chai nước hoa đó đa dụng ở trên thị trường, thì các bạn phải chấp nhận một cái việc là ai ai cũng xịt cái mùi hương đó, và ra đường thì lúc đó chúng ta chỉ có mỗi công việc là ăn ngủ ra đường và làm vái người nọ vái người kia, hay là quan hệ tình dục với nhau. Cái xã hội sẽ loạn mất. Lúc đó nếu như hỏi mình sẽ làm gì thì mình sẽ không làm YouTube nữa, mà mình đi bán cái khẩu trang lọc khí để tránh việc là người yêu của mình ngày hôm nay thì sẽ thành người yêu của người khác ngày hôm sau. Vậy thì những người bán hàng ở đây chắc chắn là những người lừa đảo rồi, đúng không? Bởi vì công dụng nó đâu thần thánh đến như vậy đâu. Thực ra thì nói là lừa đảo nó hơi quá. Đây là cái chiêu trò mà họ bán hàng. Họ biết cách đánh vào thị yếu, đánh vào nhu cầu của những người mua. Có những người mua những chai nước hoa mà để thưởng thức cái mùi hương, thưởng thức cái sự sáng tạo của những người sáng chế ra mùi hương, hay đơn giản là cần một cái mùi hương để át những cái mùi cơ thể. Nhưng mà có những người mua những chai nước hoa với những cái công dụng phát này phát nọ, xịt cái mùi này ra đường thì sẽ quyến rũ được người này, xịt mùi này ra đường thì sẽ xua đuổi đám đông. Đó,
Nên là mình, với mình, những người nào có những cái suy nghĩ đó là họ hoàn toàn là sai lầm về cái mùi hương. Nước hoa nó chỉ làm bạn nổi bật hơn và mọi người chú ý đến bạn hơn thôi. Nếu như bạn ở trong một quán pub và hay là một trong chỗ đông người, bạn muốn lấy sự chú ý từ một cô gái, bạn tự tin có một cái mùi hương đặc biệt thì chắc chắn cô gái đó sẽ chú ý đến bạn. Nhưng mà để cô gái đó yêu bạn, để cô gái đó thích bạn và muốn lên giường với bạn thì chắc hẳn là như thế chưa đủ. Nó như kiểu một cuốn sách mà cái bìa sách rất hấp dẫn nhưng mà nội dung nó không ra gì thì chả ai muốn đọc nó cả. Và có một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ đây, đó chính là các bạn cứ nghĩ rằng nước hoa là một thứ xa xỉ, là những người giàu có mới sử dụng. Nhưng mà với cái thu nhập bình quân của người Việt Nam bây giờ, một chai nước hoa khoảng tầm hơn 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 3 triệu đồng thì các bạn có thể bỏ bớt đi một chiếc quần, bỏ bớt một chiếc áo hay là một đôi giày là các bạn có thể sở hữu một mùi nước hoa và để cho mình hấp dẫn hơn. Nhiều người cứ nghĩ là người giàu mới dùng nước hoa, hay là những con người điệu đà, bóng bẩy mới dùng nước hoa, hay là đơn giản là đàn bà thì mới dùng nước hoa, đàn ông thì không bao giờ dùng nước hoa cả. Bạn có suy nghĩ như vậy thôi là bạn đã kém hấp dẫn hơn rất nhiều người đàn ông khác rồi. Và bây giờ thì nước hoa ở Việt Nam có rất nhiều kiểu mua, mua chai full, mua order, mua tester, hay là mua những chai chiết, hay là mua những chai nước hoa đã có sử dụng. Giá nó đều nhẹ nhàng hơn và ở nhiều mức khác nhau, và bạn có thể tha hồ lựa chọn để có thể sở hữu cho mình một mùi hương. Vậy thì nếu như bạn là một người đam mê mùi hương, thưởng thức những mùi hương mới, hay là đang trong con đường tìm kiếm cho mình một cái signature scent riêng, thì các bạn nên mua gốc này, nên mua chiết này. Hoặc là những người đang tìm mua những cái chai nước hoa full mà dùng quanh năm suốt tháng thì các bạn có thể mua những chai tester hay là những chai gốc mà có dung tích lớn, là các bạn có thể sở hữu một cái mùi hương và giá cả nó cũng khá là êm ái, nó không nặng ví như chai nước hoa full mua tại chính hãng. Tất nhiên thì mình không nói, mình không cổ suý cái việc là mua những chai nước hoa ở ngoài, chính hãng luôn luôn là cái sự ưu tiên đầu tiên. Và bây giờ nước hoa fake rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Các bạn nghĩ sao về những điều mình vừa nói ở trên? Các bạn thấy hay hay là có những cái ý kiến gì thì hãy like và comment phía dưới. Nếu như các bạn thấy không hay thì hãy dislike luôn. Riêng mình các bạn cứ dislike thoải mái, mình không quan trọng kênh này nha. Và xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ chia sẻ nha.